Đấy, thu hoạch nho mọi người, cây nho nha mình. Đấy, vừa thu hoạch được một buồng luôn này, nho đang ngọt kỳ luôn, rất là sạch. Đấy mọi người, nó ra được một một chùm nho này, bự luôn. Quá đã luôn, nho này gấp đậm trái dây xe cho mọi người này, gấp đậm trái rất là nhiều, rất là to này. Đấy. Xem chùm nho này, trồng cả mai lan rất là nhiều loài này mọi người. Cái này tết tới thì cực kỳ rồi, vừa có lan, có mai, vừa có nho này, sim hải ngâm rượu rất là nhiều đó mọi người. Đấy, vừa hải xong này, đưa vào để ăn thôi, sim chín đó mọi người. Còn một ít này, rất là nhiều loại cây. Xem mà chùm nho đã chứ. Ủa, thôi rồi, quá đã luôn. Ui, xem này, ui trời, chùm nho này nhìn là muốn ăn rồi mọi người, cực kỳ luôn. Ở trong đấy, ui nặng lắm, có lẽ phải hơn kỹ đấy.